Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện An Phú tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với thanh niên huyện An Phú năm 2024 với chủ đề Thanh niên An Phú sáng tạo khởi nghiệp lập nghiệp, Bí thư huyện ủy An Phú Quách Tốn Giang đến dự. Trong không khí cởi mở, đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn bày tỏ chia sẻ tâm tư nguyện vọng cũng như đưa ra những đề xuất kiến nghị liên quan đến thanh niên với 11 lượt ý kiến tập trung các nhóm vấn đề về nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế gia đình, chủ trương chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề và tham gia xuất khẩu lao động, những định hướng hợp tác xã và chính sách với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản địa phương, giải quyết việc làm cho sinh viên khi ra trường, một số chính sách hỗ trợ thanh niên trên con đường khởi nghiệp lập nghiệp. Các ý kiến kiến nghị được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành chuyên môn tiếp thu ghi nhận và giải trình thỏa đáng. Cụ thể, về các chính sách tạo việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tốt nghiệp đại học cao đẳng, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ là cầu nối giúp thanh niên có cơ hội tiếp cận với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thông qua các phiên giao dịch việc làm. Đối với việc tiếp cận nguồn vốn vay, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông tin về các nguồn vốn vay ưu đãi dành cho thanh niên trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới. Đại diện các phòng chuyên môn của huyện cũng thông tin một số chính sách hỗ trợ thanh niên khi thành lập mới hợp tác xã.